những kiểu tóc đẹp nên để ít nhất một lần trong đời. Sau đây mình sẽ tổng hợp những cái kiểu tóc đẹp cũng như là phù hợp với đại đa số của chúng ta, và mình khuyên anh em là nên để ít nhất một lần. Và đằng sau đấy là những cái điều thú vị khác. Giờ mình cũng bắt đầu nhé. Kiểu tóc đầu tiên đó là kiểu tóc layer. Thì mình vẫn hay nói với mọi người là đây là kiểu tóc quốc dân, bởi vì nó phù hợp với đại đa số chúng ta và nó che được rất nhiều những cái khuyết điểm ở trên khuôn mặt nữa, và nó cũng rất là dễ đẻ. Cũng như là ví dụ như nó có thể là có rất là nhiều những biến thể, anh em có thể để thẳng đơn thuần, hoặc là nếu mà bạn nào tóc thưa, tóc mỏng quá hay trán cao thì anh em có thể là làm nó xoăn xoăn lên một chút, thì nó cũng có thể là che bớt được cái trán của chúng ta và làm cho cái tóc của chúng ta cảm giác nó dài hơn. Và đặc biệt kiểu tóc này nó thiên về sự trẻ trung nhá. Đấy, thì bạn nào muốn hướng tới cái sự trẻ trung, ví dụ như là già già một chút, tầm tầm như mình, hoặc là cứng cứng một chút rồi ấy, mà anh em muốn nó trẻ trẻ hóa đi một chút ấy, thì để kiểu tóc layer này thì cảm giác nó sẽ trẻ hơn rất là nhiều nhá. Thì đầu tiên là kiểu tóc layer. Kiểu tóc số 2 đó là kiểu tóc side part. Đúng vậy, không thể không nói đến kiểu tóc này. Kiểu tóc này nó sẽ có hai yếu tố chính mà nó có phù hợp với tất cả mọi người, đó là lịch sự có và trẻ trung cũng có. Đấy, thì ví dụ như là nó có rất là nhiều những cái biến thể của side part. Anh em thích trẻ trung thì anh em có thể là 73, hoặc là uốn, hoặc là vuốt nó theo kiểu bay bay tóc cong cong, rất là nhiều cái cách vuốt đúng không? Anh em có thể lướt TikTok và anh em có thể thấy rất là nhiều. Đấy, ngoài ra những bạn làm công sở hay là anh em muốn thích nó lịch sự một chút thì anh em vẫn có thể là vuốt được một số cái phong cách lịch sự. Đấy, nói chung là không thể không nói đến kiểu side part, và anh em ít nhất là phải thử một lần nhá. Trừ khi những bạn nào đấy là có cái trán quá cao, hoặc là hói, hoặc là tóc nó quá thưa rồi thì không thể làm gì được nữa thì mình không nói tới, nhưng mà cái số này thì rất là ít. Chính vì thế kiểu này là kiểu anh em nhất định phải thử nhá. Nó có cả yếu tố trẻ trung và lịch sự ở trong đấy. Kiểu tóc tiếp theo đó là kiểu tóc sport. Những kiểu tóc ngắn sport, những kiểu thể thao, vuốt dựng đơn giản, đơn thuần. Anh em có thể là cắt sát xung quanh hoặc là để xanh xanh giống như mình như này. Đấy, thì tóc của mình đang để hiện giờ cũng là gọi là sport. Những kiểu tóc như Beckham đang để, hay Justin Baby đang để này, là rất nhiều những ngôi sao hay là ấy khác. Thì kiểu tóc, đặc điểm của kiểu tóc này ấy, nó là nam tính và đơn giản. Yếu tố đơn giản ở trong cái kiểu tóc này anh em có thể thấy rõ, nó chỉ đơn thuần là cái tóc mái nó dựng lên đơn giản, xung quanh có thể là xử lý cho nó gọn gàng vậy thôi. Rất là đơn giản, rất là nam tính, rất là gọn gàng. Đấy, sạch sẽ. Đấy, ngoài ra anh em thích nó phong cách một chút thì anh em có thể vuốt rối rối bên trên để tạo thêm những cái tích chờ, thì nó cũng mang lại cái hiệu ứng trẻ trung. Còn không thì anh em chơi kiểu tóc này, anh em đi làm công sở hay gì đấy cũng đều được, không có vấn đề gì cả. Kiểu tóc tiếp theo đó là kiểu undercut. Kiểu này thì nó có cả ngắn cả dài ở trên chính một cái kiểu tóc. Xung quanh thì thường là ngắn, ở bên trên thường là dài hơn. Anh em có thể vuốt bay về sau. Kiểu tóc này thì nó mang cái yếu tố phong cách và cá tính. Nó cũng có một yếu tố lịch sự ở trong đấy nữa. Khi mà anh em vuốt theo kiểu trải chuốt, gọn gàng, đơn giản thì nó cũng có mang yếu tố lịch sự. Đấy, thì đối với kiểu tóc này nó cũng phù hợp với đại đa số của chúng ta. Nó từ trẻ tới đến già thì cũng đều có thể đẻ được hết nhé. Và bây giờ là kiểu tóc cuối cùng. Đó là kiểu đầu cua. Tại sao kiểu đầu cua này có trong cái danh sách này? Bởi vì có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, có những lúc chúng ta không muốn làm gì nữa, có những lúc chúng ta cần phải tập trung vào một cái vấn đề gì đấy, hay đơn giản là chúng ta đã quá già để mà để ý đến đầu tóc. Thì lúc này việc rũ bỏ cái tóc của chúng ta đi, nó sẽ mang lại cho chúng ta cái cảm giác nó sẽ nhẹ nhõm, cảm giác nó nguyên bản, đúng không? Đấy, thì kiểu đầu cua cũng sẽ là một trong những kiểu có trong cái danh sách này nhá. Vậy là mình đã tổng hợp những kiểu tóc mà anh em nên để ít nhất một lần trong đời. Và nếu như anh em có thể để ý được rằng tất cả những kiểu tóc mình nêu trên ấy, nó đều có những yếu tố như sau: từ trẻ trung, cá tính, phong cách cho đến nhẹ nhõm, đơn giản, đơn thuần đều có hết. Và nó đều phù hợp với mọi lứa tuổi. Ví dụ như anh em còn đang rất là trẻ, đang học cấp 2, cấp 3 gì đấy, anh em có thể chơi những kiểu đầu ví dụ như nó layer thôi, hay là đầu undercut, hay là chơi sport. Khi mà anh em lên tới tầm trung tuổi, học đại học hay là chuẩn bị lấy vợ gì đấy, anh em có thể chơi những kiểu sport hay là side part gì đấy, tầm trung tuổi. Còn khi mà anh em đã già già một chút, lúc này anh em đã cứng rồi, lúc này anh em nếu như mà anh em đã giàu rồi đấy, lúc này anh em muốn đi bụi, đi phượt gì đấy, thì anh em chơi theo phong cách bụi bặm thì anh em có thể tham khảo sang undercut. Đấy, nó rất là phù hợp. Và khi anh em đã về già rồi, lúc này anh em không còn nhu cầu làm đẹp gì nữa thì anh em sẽ sử dụng đồ cua. Vậy là toàn bộ cuộc đời của chúng ta trải qua tất cả những cái kiểu tóc, cũng như là đều trải qua tất cả các loại phong cách, chúng ta đã đều trải qua hết rồi, rất xứng đáng để mà chúng ta trải nghiệm trong một cuộc đời, đúng không? Thì sau đây là những gì mà mình chia sẻ, còn thiếu gì thì anh em cứ bổ sung thêm nhé. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em những video sau.